Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, các cấp ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả như diện tích gieo trồng vụ đông xuân cơ bản đảm bảo tiến độ, chăn nuôi phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, khách du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu ngân sách và ngân vốn đầu tư, các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với tháng trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tháng 5 đã xảy ra cháy rừng và bệnh dịch tả heo châu Phi. Tình trạng xây dựng công trình trái phép một số nơi vẫn còn diễn ra. Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Lãnh đạo các sở ngành của tỉnh tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị các sở ban ngành đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 24 của Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị đến hết quý 2 năm 2024, đồng thời chuẩn bị chu đáo đảm bảo tiến độ chất lượng các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ họp tháng 6 và trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 kỳ họp thứ 7, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình dự án để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nhằm tạo nguồn thu ngân sách nhà nước. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức tuyển sinh năm học 2024-2025 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, triển khai kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở các địa phương.